Hôm nay á, chuyện này lộ hết cơ cho tất cả chúng sanh, mọi người hiểu được, đánh bài luôn, đặt kiểu nào cũng thắng. Mình là thiệt, 1/1,000,000% là thiệt, để cho họ đặt họ trúng. Mà vậy á, mà còn không chịu đặt nữa, đâu có thua gì đâu. Một Phật tử tu trong chùa cả đời, ăn chay niệm Phật, hôm nay Thiên Tứ Kiệt này ra đời, ra đạo thiên tâm, họ bị chướng ngại, họ bị thử thách cả những gì thầy là đa số. Rồi họ nói Kiệt này là ảo, này kia ảo, xuyên tạc, khẩu nghiệp đủ thứ, phạm thượng đủ thứ. Thì bao nhiêu công đức tu cả đời có phải bị hủy hoại bởi khẩu nghiệp không? Thân khẩu ý. Còn nếu mà họ im, họ chỉ cần là nghiên cứu từ từ, hoặc họ không cần phải đeo dấu thiên tâm, không cần phải tin cha mẹ, nhưng mà đừng có khẩu nghiệp, thì họ còn ở trong cái trạng thái gọi là trung bình nha. Để sau này Phật Di Lặc xuất hiện thì lúc đó họ theo cũng không có muộn, nhưng mà nó hơi mất cái thời gian. Lỡ như từ đây tới cái ngày Phật Di Lặc xuất hiện họ bị mất cái xác phàm, có phải uổng không? Không có gieo duyên liền tức khác, họ chỉ bị mất cái khoảng đó thôi, tức là không có chịu đặt cái dáng bài xuống thì là họ bị mất, tại vì đâu có biết ngày nào mình chết. Còn một Phật tử tu 50-70 năm ăn chay trường, hôm nay tu tin thêm, có lòng tin thêm Thiên Tứ Kiệt, thì có phải là đạt cả hai không? Tôi thắng chắc 4/7, bỏ vô một kho rờ là kéo xuống là trúng tỷ phú, trúng triệu. Tại sao không kéo? Mà lỡ như Thiên Tứ Kiệt này là thiên tử thiệt, những gì Kiệt nói là thiệt, có phải họ mất hết không? Có ai trên đời này mà vô minh đến độ đó? Có ai trên đời này mà siêu ngu đến độ đó? Không, Kiệt nói hết là ý hết lời đó, nhưng vẫn có đó nghe, nhiều lắm đó. Hiểu ý chuyện đó không? Giờ tin thêm cha mẹ, tin thêm thiên tâm, tin thêm Kiệt, đâu có mất gì. Mình lỡ như chuyện này là thiên tử thiệt rồi sao ta? Chết luôn á. Lâu nay chửi nó quá trời, chửi 3 lần thì Kiệt này còn xin được, chửi lên tới hàng 4 lần mấy vị hộ pháp ghi hết, 3 lần Kiệt đều xin hết, nhưng mà lần thứ 4 là Nhất Ba Tam mà không có biết rồi.